Tin nóng ngày 14 tháng 4 của bay Việt ngữ đã cho tự do. Tàu Trung Quốc trở lại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu vào Biển Đông tập trận. Lãnh đạo các nước ASEAN họp thượng đỉnh trực tuyến thảo luận về phòng chống Covid-19. Tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc trở lại vùng biển Việt Nam nơi và vào năm ngoái cũng chính tàu này gây nên căng thẳng tại khu vực biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Reuters loan tin vào ngày 14 tháng 4, dẫn dữ liệu của trang mạng Marine Traffic chuyên theo dõi tàu biển cho biết, vào ngày 13 tháng 4, tàu khảo sát Hải Dương 8 xuất hiện trở lại cách bờ biển Việt Nam 158 km, tức 98 hải lý. Đây là khu vực vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Dữ liệu của Marine Traffic còn nêu rõ, Tàu khảo sát Hải Dương 8 được hộ tống ít nhất bởi một tàu hải cảnh Trung Quốc. Phía Việt Nam cho ba tàu đi theo tàu của Trung Quốc. Theo Reuters, trong đợt căng thẳng vào năm ngoái có ít nhất một tàu hải cảnh của Trung Quốc suốt nhiều tuần áp sát một dàn khoan trong lô dầu khí của Việt Nam, có ký hợp đồng cho tập đoàn Rosneft của Nga cùng hoạt động thăm dò khai thác. Trong thời gian đó, tàu khảo sát Hải Dương 8 tiến hành công tác bị nghi là thăm dò dầu khí trong một khu vực rộng lớn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Reuters dẫn phát biểu của chuyên gia Hà Hoàng Hợp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore rằng Trung Quốc đang lợi dụng nỗ lực của Hoa Kỳ và châu Âu tập trung chống trọ với coronavirus để gia tăng sự quyết đoán của Bắc Kinh tại Biển Đông. Phát ngôn nhân Hải quân Trung Quốc vào ngày 13 tháng 4 xác nhận tin nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu đã đi qua eo biển Biyako và Ba Siêu, tiến vào khu vực Biển Đông. Mục đích để tiến hành hoạt động mà theo người phát ngôn Hải quân Trung Quốc là thao diễn thường kỳ theo kế hoạch, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực hành thông thường. Mạng Hoàn Cầu Thời báo loan tin và một số hãng tin quốc tế dẫn lại. Theo lời người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, thì lực lượng này sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc huấn luyện và thao diễn quân sự tương tự theo kế hoạch đề ra, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của nhóm tác chiến do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu. Khẳng định của người phát ngôn Hải quân Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản và truyền thông Đài Loan vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 4 vừa qua, loan tin phát hiện hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng nhóm 5 tàu chiến khác tại eo biển Miyako hôm tối thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu hướng ra Thái Bình Dương. Hoàn Cầu Thời báo dẫn phát biểu của một chuyên gia quân sự Trung Quốc rằng dịch coronavirus không gây tác động nào đến hàng không mẫu hạm Liêu Ninh do đó nhóm tác chiến vẫn tiến hành hoạt động diễn tập theo kế hoạch. Cũng theo Hoàn cầu Thời báo, hoạt động của nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm Lưu Ninh dẫn đầu gây nên suy diễn tại Đài Loan rằng sự vắng mặt của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt vì có thủy thủ nhiễm coronavirus tạo cơ hội cho Trung Quốc tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Lãnh đạo của các nước ASEAN và ASEAN cộng ba. Gồm các nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã gặp nhau trực tuyến hôm ngày 14 tháng 4 để thảo luận về việc phòng chống coronavirus, đồng thời cảnh báo về tác hại của dịch bệnh lên nền kinh tế. Việt Nam, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2020, đã kêu gọi thiết lập một quỹ khẩn cấp để đối phó với đại dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam trong bài phát biểu mở đầu hội nghị cho biết, dịch coronavirus đã khiến 15.000 người nhiễm bệnh tại các nước trong khối ASEAN. Ông nhìn nhận tỷ lệ này so với số dân 650 triệu là thấp hơn so với tỷ lệ của toàn cầu, và đó là những kết quả đáng khích lệ trong nỗ lực của ASEAN nhằm kiểm soát dịch bệnh. Theo Reuters, Việt Nam và Thái Lan là hai nước trong khối đã cố gắng duy trì được số lượng ca nhiễm bệnh thấp, với hơn 260 ca ở Việt Nam và chưa có trường hợp tử vong, và 2.500 ca ở Thái Lan với 40 người tử vong. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở một số nước khác trong khối không mấy khả quan, đặc biệt với lo ngại về việc xét nghiệm giới hạn tại Indonesia, nước có khoảng 400 ca tử vong trong tổng số dân là 260 triệu người. Theo dự kiến, các nước ASEAN sẽ có một tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, và ASEAN cộng 3 cũng sẽ có một tuyên bố chung để đối phó với dịch coronavirus. Nội dung của các tuyên bố sẽ khẳng định cam kết của các nước để xóa bỏ những nguy cơ do dịch bệnh gây nên, ổn định kinh tế của các nước thành viên. Bộ Y tế Hà Nội vào chiều ngày 14 tháng 4 công bố thêm một ca nhiễm coronavirus mới, nâng tổng số lên 266 trường hợp tại Việt Nam. Cũng trong ngày 14 tháng 4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch coronavirus cho biết có thêm một bệnh nhân nhiễm coronavirus tại Hà Tĩnh được chữa khỏi bệnh, đưa tổng số ca khỏi bệnh tính đến, đến ngày 14 tháng 4 tại Việt Nam là 169 người. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày cũng thông báo sức khỏe phi công người Anh mắc coronavirus có tín hiệu lạc quan hơn. Cụ thể Bệnh nhân này tuy vẫn đang được tiếp tục hồi sức với máy thở, nhưng xét nghiệm đông máu tạm ổn. Riêng trường hợp bệnh nhân số 22 dương tính trở lại sau khi điều trị khỏi coronavirus, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết trên Vietnamnet rằng khi mắc bệnh cấp tính nào đó thì cơ thể sẽ sinh ra kháng thể IgM rất nhanh. Suốt quá trình này, đủ khả năng có tác nhân xâm nhập sẽ bắt lại ngay. Ông cũng không loại trừ khả năng sẽ xét nghiệm khi cho rằng những xét nghiệm chỉ 10 con virus đã có dương tính nhưng có xét nghiệm cả trăm con mới có kết quả dương tính Việt Nam hiện đứng thứ 111 trên 211 quốc gia có ca mắc trên thế giới và 6 trên 11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN không có ca tử vong năm địa phương có đông bệnh nhân đang được cách ly điều trị gồm Hà Nội 111 người Thành phố Hồ Chí Minh 55 người Vĩnh Phúc 19 người Ninh Bình 13 và Bình Thuận là chính Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điệp tin tối mai cũng ngay trên kênh YouTube Facebook của Ban Việt ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.